2, 3. Cho nó miếng để tự giờ nó theo mình từ đằng kia tới giờ. Rất là hay. Chào cả nhà, cô bác anh chị. Thì ở những cái clip trước thì mình có quay cho cô bác anh chị xem về cái đàn cá tai tượng ăn cơm chay đút bằng muỗng. Và theo là cái bước chân của anh Minh Chiến thì hôm nay mình sẽ tìm đến nhà của anh Tâm, là người mà có thể huấn luyện cá lóc để mà nhảy lên. Dạ, chào anh Tâm. Anh năm nay nhiêu anh Tâm? Sinh năm 79. Sinh năm 79 hả? Lão cái... rồi. Cái đàn cá lóc của mình là em nghe nói là huấn luyện lâu lắm hả anh? Đúng rồi. Dạ. Tức là mình huấn luyện khoảng 6-7 tháng mình đưa vô cho khách tham quan. Dạ, là lúc trước thì mình nuôi không nuôi ở trong dèo. Mình nuôi trong dèo chứ em. Mình nuôi trong dèo hết hả anh? Đây là đây anh chỉ luôn. Dạ. Đây, có bay nhỏ nè. Chút xíu anh cho em xem cá nhỏ này nó bay luôn. Cá nhỏ này là nó bay được luôn rồi. Được rồi. Dạ. Nhưng mà mình tập khi nào mà nó trở thành phản xạ có điều kiện á. Dạ. Đó, lúc đó là nó sẽ bay một cái. Khi nào mà nó được đủ cái phản xạ có điều kiện đó anh Tâm. Khoảng 4-5 tháng nè. Đây, thằng hoa cá cái này là 1 năm mấy tuổi nè, cá lớn của anh nè. Là từ nhỏ đến lớn luôn là nó sẽ khoảng 5 tháng là nó sẽ phản xạ có điều kiện được. Rồi, đúng rồi. Tại sao anh lại nghĩ ra cái cách này hay anh Tâm? Tức là hồi đó mình cũng nuôi cá đó, mình thấy nó hay hay rồi đưa vào làm du lịch. Dạ. Bởi vì thông thường thì mấy người ở thành phố người ta không có trải nghiệm được mấy cái món của vùng quê. Dạ. Nhưng mà tập nó lúc đó ban đầu cái ý tưởng nào mà anh nghĩ ra cho nó nhảy lên được? Tức là thì ban đầu mình cũng gõ vậy nè, cái mình tập nó lần lần mình thấy nó bay lên. Cái từ đó mình mới tập lần lần luôn. Nó bay lúc đầu nó bay ít thôi, nó bay chỉ vài con thôi anh hả? Đúng rồi. Nhưng mà chỉ mình anh gõ nó mới bay hay là người khác nó có bay không? Tức là mấy đứa em ở trong nhà mà nó làm theo giống như cái của mình vậy thì nó sẽ bay à? Dạ. 1, 2, 3. Ô! Ô, nhìn nó đã quá vậy. Mỗi con nó trọng lượng nó bao nhiêu anh Tâm? Con này khoảng 1,5 kg rồi đó. Dạ. Nó bao là bình nó khoảng mấy tháng thì nó sẽ biết bay? Mình nếu như mình tập mà nó bay đều chừng khoảng 2-3 tháng hả? 2-3 tháng là nó sẽ bay đều. Còn cái bầy nhỏ bên cái dèo bên kia lúc nãy anh chỉ em là nó chưa bay đều hả? Chưa. Nó mới có 10 mấy ngày. Trời ơi. Rồi cá này rồi anh có khai thác cho ta du lịch luôn không hay sao? Hay là anh chỉ để biểu diễn thôi? Có, tất nhiên là... Tức là không có, anh nuôi cá này là anh để du lịch không à. Chứ không có khai thác. Không có khai. Bởi vì mà mình tập nó từ nhỏ thì nó sẽ đồng hành với mình, nó cho mình có phần thu nhập đó. Dạ. Khi mà lớn lên không lẽ bây giờ mình nở ra tay mình sát hại nó. Rồi coi khi mà nó to quá, khi mà nó không còn bay được thì mình sẽ thả nó ra môi trường tự nhiên. Nha. Thì khoảng cái thời gian bao lâu anh có đã thả cái bầy nào nó ra môi trường tự nhiên chưa? Chưa, bởi vì du lịch ở đây còn anh còn mới làm đây à. Dạ, bầy cá này nó bay được khoảng bao lâu rồi? 1 năm mấy rồi đó. Rồi, 1, 2, 3. Ở ngoài này là mấy cái con này mà đi ra ngoài á. Dạ. Thì nó bay lên nó cắn được. Nó bay lên mình luôn hả? Bay chứ. Ừ. Con này nha. Ôi xa gai tí xíu. Nó sinh đẻ ra luôn á. Nó em thấy không? Phải nói là điệu nghệ anh Tâm đi các điệu nghệ. Vậy là một dèo vậy là khoảng bao nhiêu con cá lóc anh? Quên nữa, đây cái dèo này là tới 2,500 con nè. 2,500 con. Ừ, bên đó cũng 2,500. Cái mật độ nó vậy nó có dày lắm không anh? Ừ, mình thấy cũng không có dày không. Dạ. Đây là xúc thức ăn cá nhỏ giùm anh ơi lên. Vậy là mình có tổng cộng là mình 3 dèo. Ở đây mình được 6 dèo. 6 dèo. 6 dèo nó đều ba được hết hả anh? Ừ, đúng rồi, để anh cho em coi cái dèo cá nhỏ nó dễ thương lắm. Ồ, phải nói là cực kỳ hay.
thì nó khi mà nó lớn thì nó ra ngoài tự nhiên, thì mình nó muốn sống như thế nào nó thì cái đó là chuyện của nó. Đúng chứ rồi. Mình không có khai thác để mà mình ăn thịt nó. Đúng rồi, bởi vì nó đồng hành với mình, nó cho mình cái phần thu nhập, rồi bây giờ mình ra tay thì không nỡ đâu. Dạ. Phải có cái tâm một chút. Dạ đúng rồi, nó giống như là nó có linh cảm rồi. Cái mấy cái bầy này là anh tự ép luôn hả anh Tâm? Tự ép hay là nó không có, mình phải đi nhập con giống vậy. Nhập con giống con vậy. Có cá bột là anh nhập về từ nơi khác. Đúng rồi. Và anh ương lại nó như thế này. Đây em nhìn này nha. Nó mới có mấy ngày thôi mà mình tập nó. Dạ. Tức là ở trong đó thì nó có cái khung đó là bởi vì thức ăn của nó mịn quá. Dạ. Tức là mỗi một tháng như thế mình phải đổi thức ăn đó. Đổi. Ừ, đổi. Đổi cho cái hộp hạt thức ăn nó lớn lên. Nó lớn hơn. Ví dụ như cá nhỏ này thì nó không có ăn được cái hộp to hơn. To hơn là ăn nó sẽ bị giống như bể bao tử vậy đó. Mở ốc 2, 3. Gắt đá chứ. Ồ, phải nói là nhìn nó bay lên, nhìn mới tận mắt chứng kiến thì mới thấy cái đẹp của nó. Đúng rồi. Qua cái màn ảnh thì cô chú anh chị chưa thấy được cái vẻ đẹp khi mà cá nó bay đâu. Nó cái âm thanh nó đồng bộ nữa. Đó, nó nghe mình gõ cái rồi nó chạy về nha. Mình thấy chưa? Dạ. Đó, nó chạy về cái khi mà anh ngưng lại cái là bắt đầu nó không chạy nữa, ở dưới nó bắt đầu nó lặn. Nó lặn xuống dưới. Nó lắng nghe cái thức ăn rơi hướng nào á. Nó lắng nghe hả? Ừ. Em coi nè, nghe thức ăn bay xuống là bay nè. 1, 2, 3. Nó thấy không? Tứ chứ nó bay lại. Quá hay luôn. Thì theo bước chân của anh Tâm thì lúc nãy thì có 3 dèo, 2 dèo cá lớn và 1 dèo cá nhỏ. Bây giờ là đến còn 3 dèo bên đây. Cá này là đang trưởng thành. Nó cũng lứa lứa cỡ cỡ anh hả? Cá bên kia thì mỗi một con anh có cân thử là bao nhiêu ký không anh Tâm? Dạ. Còn bên đây thì nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Mỗi một ngày như thế thì anh cho ăn mấy lần? Tùy theo, bởi vì khách cũng nhiều lần lắm. Dạ. Thứ bảy chủ nhật là còn 20 hay mấy lần. À, giờ ở đây nè, nó ra nhiều lắm. Ô ngoài này nè, nó rất là nhiều đầu cá luôn nè. Ừ. Như rất nhiều con luôn, nó chen chúc nhau nó sống. Em kéo cái máy em lên ngày bữa hổm ông kia em quay vậy, nó cắn luôn cái máy lâu dữ luôn á. Rồi 1, 2, 3. Coi nè, bắt đầu nó chạy về, em nhìn ở dưới cái ao cá nó chạy về. Nó lúc này bắt đầu mình ngưng lại thì nó sẽ ở dưới nó cũng ngưng nữa, nó đón. Nó nghe âm thanh nó để nó biết. Đúng rồi nè, em nhìn nè, kỹ lên nè, 1, 2, 3. Bắt đầu nó bay. Nhưng mà bây giờ em không rõ mà nó vậy đó. Không có ăn, ăn xuống vậy nè, nó không bay. Ồ. Oh. Bao lâu thì anh mới nghĩ ra được cái đó anh? Thì mình tập nó thành phải sợ có điều kiện của thành. Có nghĩa là khi mình ăn mình cứ đẩy lúc thức ăn xuống vậy là nó không bay. Đúng rồi nè. Coi ở ngoài nó bay, em coi cái văng lên bờ luôn á, có con bay lên đây luôn nè. Thôi em thấy lấy thử miếng em bỏ vô coi. Bỏ vô dèo đó ha. Ừ. À, nó không bay. Ừ. Rồi nó miếng để tự giờ nó theo mình tự đằng kia tới giờ. Rất là hay. Và khi mà trước khi mà con cá ăn thì anh phải gõ như thế này để cho con cá nó nghe âm thanh. Tại sao khi mà nó mình thấy nó lên nước nhiều, nó quặn nhiều á thì mình sẽ đổ thức ăn và đổ nhiều bao nhiêu đây, bao nhiêu đây. Rồi khi mà cô bác anh chị về thành phố Cần Thơ.